tủ bếp dùng đã hơn 5 năm mà vẫn như mới. Mời bạn tận mắt xem chiếc tủ bếp sắt trắng không hề phai màu đến từ Nhật Bản. Công trình ở nhà phố quận 7, hoàn thiện từ năm 2019. Gia chủ chọn tủ bếp trắng hợp tông với cả căn nhà cùng màu trắng luôn. Mà nói tới màu trắng thì ai cũng ngại chuyện sau này nó sẽ ố màu, dễ mất màu sau chừng 1-2 năm sử dụng. Nhân vật liệu nào thì bay màu, chứ thép trắng mang kính thì không nha. Người đẹp thấy tủ bếp này nè, dùng 5 năm rồi. Hoa văn màu sắc trên bề mặt cánh tủ hay ốp tường vẫn còn rất trắng đó. Thép tráng men kính cấu tạo loại thép bên trong và tráng men thủy tinh bên ngoài. Nhờ có men thủy tinh bảo vệ mà màu sắc, hoa văn cánh tủ đều bền bỉ, bởi chất bẩn không thể thẩm thấu vào bên trong vật liệu để gây hư hại hay là hao mòn. Hèn chi mà ở Nhật có tủ bếp thép tráng men kính thọ tới hơn 50 năm đó. Tủ bếp bền bỉ từ ngoài vào trong, dùng 5 năm rồi mà ray trượt vẫn mượt mà, học tủ không hề bị sể. Công năng đủ đầy, module độc đáo tiện sử dụng. Căn bếp không đơn thuần là nơi nấu nướng ăn uống cho no bụng, mà còn là chỗ sưởi ấm cả tình thân gia đình. Yêu bếp yêu gia đình nên gia chủ nhà mình đem cả hình đại gia đình vào bếp trưng lên nhìn ngắm mỗi ngày, ngọt ngào cân xỉu luôn. Bền vững và tiện nghi chỉ có tủ bếp thép tráng men kính thôi nha người đẹp ơi.